Ôi giời, bộ mặt thật của Paris và Man United đây rồi. Thế giới bóng đá có lẽ sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai, sản sinh ra cặp đôi huyền thoại, sống cùng nhau và tạo nên một chương kỳ vĩ ngàn đời như Ronaldo và Messi. Vì vậy, bất kỳ đội bóng nào trên hành tinh này có vinh hạnh được gắn với một phần lịch sử của họ, của hai tên tuổi vĩ nhân đó thì quả thực là một điều may mắn, hay hơn cả là trúng số độc đắc. Bởi không chỉ là những bàn thắng, những danh hiệu, những kỷ lục, Ronaldo, Messi còn mang đến cả một bầu trời kỷ niệm. Họ là thanh xuân của cả triệu người hâm mộ bóng đá. Ấy vậy mà, lại có những câu lạc bộ không biết trân trọng ấn kiếm trời ban. Họ chỉ đơn giản cần tới danh tiếng của Ronaldo và Messi để giải quyết một mớ hỗn độn đã tồn tại quá lâu trong lòng đội bóng. PSG cần Messi để hoàn thành khát vọng Champions League. Nhưng gã nhà giàu kịch cỡm này chỉ xem Messi như lính đánh thuê không hơn không kém. Còn Man United thì khỏi phải nói rồi. Từ giới thượng tầng cho đến phòng thay đồ, kể từ ngày Sir Alex Ferguson không còn tại vì, chưa bao giờ Quỷ Đỏ tìm thấy hai chữ bình yên. Đứa con xa nhà CR7 tìm về Old Trafford là giải pháp tình thế. Câu lạc bộ đã khiến anh hoài phí những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp đầy quý giá. Để rồi giờ đây, cả PSG và Man United bước ra đấu trường Champions League, nơi bản lĩnh của một đội bóng lớn thực thụ cần được phơi bày, thì cả hai đã mang ra những gì yếu kém nhất của mình. Một mảng tối cấu hữu đã được ánh hào quang của Ronaldo và Messi che mờ trong quá khứ, thời điểm mà hai cầu thủ này còn khoác áo như câu lạc bộ này. PSG giờ đây đã mất cả Messi và Neymar, họ còn là gì? Mbappe ở lại, nhưng có lẽ đó là động thái để hoàn thành nghĩa vụ của một người con nước Pháp. Mbappe trọn tình trọn nghĩa, nhưng dường như tâm trí của anh đã hướng về Real Madrid. PSG với những gì đã thể hiện tại đấu trường giành giá nhất châu Âu, chưa bao giờ được đứng chung hàng ngũ với những câu lạc bộ vĩ đại của sân chơi này như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich. Họ là một đội bóng thiếu tinh thần và bản sắc. PSG chỉ được biết đến với tư cách là một kẻ hậm hĩnh, lắm tiền nhiều của. Nhưng đội bóng thủ đô nước Pháp quên mất rằng núi cao còn có núi cao hơn, và thứ gì mua được bằng tiền là những thứ dễ dàng sở hữu nhất. Thất bại 1-4 trước Newcastle đã phơi bày tất cả. PSG là chiếc bình đắt tiền với một vẻ ngoài lấp lánh, nhưng bên trong thì rỗng tuếch. Newcastle thì lột xác chống vánh, cũng bằng cách vung tiền mua sắm ở giai đoạn đầu sang tên đổi chủ. Nhưng không giống với cách mà vị công tử bạc liêu PSG chi tiêu vô tội vạ, ném tiền qua cửa sổ, Newcastle chi tiêu vừa phải, dè dặt và chọn lối đi bền vững theo mô hình của Man City theo đuổi. Tình cảnh tồi tệ này của PSG có lẽ như một cơn sóng ngầm đã âm ỉ chảy trong lòng nội bộ của đội bóng từ rất lâu. Nhưng những ngôi sao tên tuổi đã phần nào che đậy được sự thật đáng buồn này. Và Messi là tấm lá chắn của giới thượng tầng đội bóng. Có thể Messi đã chơi không đúng như kỳ vọng để mang về chiếc cúp Champions League đầu tiên cho lịch sử đội bóng. Nhưng người hâm mộ PSG không thể mong chờ một Messi thăng hoa như anh còn khoác áo Barcelona, khi mà Messi phải thi đấu với một sự đè nén cùng cực từ giới truyền thông và người hâm mộ. Khi Messi đặt chân đến nước Pháp, báo chí như một đoàn quân diều hâu cắn xé và tô điểm những câu chuyện không có thật về mâu thuẫn giữa Mbappe và Messi. Messi không một đêm nào được ngủ ngon giấc nếu như ngày hôm đó anh trình diễn không đúng với mong đợi. Vợ của anh Antonella đã từng bật khóc và cắn môi đầy uất hận trước sự la ó khủng khiếp từ các cổ động viên PSG trên khán đài. Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của chồng mình, có lẽ cô chưa bao giờ phải trực tiếp chứng kiến những điều tồi tệ như thế. Cuối cùng, Messi chia tay PSG không kèn không trống. Messi đã tố cáo việc câu lạc bộ cũ thiếu sự công nhận khi anh giành được chiếc vô địch thế giới cùng Argentina. Sự thật, tôi là cầu thủ duy nhất trong số các cầu thủ Argentina đã vô địch World Cup không được công nhận. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi có thể hiểu được vì chúng tôi mà họ không còn là nhà vô địch thế giới. Một Messi hiền lành cũng đã phải lên tiếng trước truyền thông như vậy cũng đủ để thấy rằng khoảng thời gian anh ở PSG khó khăn và dồn nén như thế nào. Giờ đây Messi đang tận hưởng những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc tại nước Mỹ. Câu chuyện của Ronaldo còn đau lòng hơn khi mối tình chóng vánh giữa anh và Man United kết thúc theo một cách không thể nào đáng buồn hơn. CR7 có lẽ đã lựa chọn một cách chia tay Quỷ Đỏ, với nhiều người nó vẫn không hợp tình hợp lý. Nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của tiền đạo người Bồ Đào Nha, người hâm mộ sẽ hiểu được vì sao anh phải làm như vậy. Cuộc phỏng vấn với Piers Morgan có lẽ là hành động cuối cùng mà Ronaldo có thể làm được để có thể cứu lấy chính sự nghiệp của anh và đưa ra lời cảnh báo cho những ai yêu mến Man United trong tương lai.
theo tôi sẽ rất khó để Man United trở lại vị thế hàng đầu trong 2 hoặc 3 năm tới. Tôi muốn điều tốt nhất cho câu lạc bộ. Người hâm mộ xứng đáng biết sự thật. Có những thứ bên trong câu lạc bộ không thể giúp Man United vượt tới đẳng cấp cao nhất. Những người chủ của đội bóng, nhà Glazer, họ không quan tâm. Ý tôi là về mặt chuyên môn, thể thao, họ không quan tâm. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với họ. Chưa bao giờ. Ronaldo tỏ ra ngạc nhiên khi sau 12 năm anh quay về chốn cũ, mọi thứ vẫn như xưa. Một thập niên đã trôi qua, Man United đã chi 118 triệu bảng để cải tạo Old Trafford. Con số kém xa 278 triệu bảng của Anfield, 374 triệu bảng từ Etihad hay 1,4 tỷ bảng của Tottenham Hotspur. Giai đoạn mà Ronaldo trở về mái nhà xưa có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của những Manusian trong những năm gần đây. Bởi con Ronaldo trong đội hình, Man United trở lại vóc dáng ngày nào của một đội bóng lớn. Những bàn thắng mà anh ghi được, những cảm xúc mà anh mang đến trên khắp các khán đài của Premier League cũng như Champions League. Những bàn thắng anh ghi được, những cảm xúc anh mang đến trên khắp các khán đài Premier League hay Champions League khiến người hâm mộ quên đi thực tại. Họ chấp nhận tự lừa dối mình rằng câu lạc bộ này vẫn ổn, rằng có Ronaldo ở đây rồi. Nhưng khi anh rời đi để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, thì hãy xem chuyện gì đã xảy ra. Man United đã có mùa giải 2022-2023 được coi là thành công, nhưng về dài hạn, nó vẫn còn rất nhiều những sự tồn đọng. Mùa giải này, Man United đem đến cho người hâm mộ sự thất vọng cùng cực và nỗi nhớ Ronaldo già diết. Tuy nhiên, dù có nhớ Ronaldo, nhưng với tình yêu và sự kính mộ dành cho những gì mà huyền thoại người Bồ Đào Nha cống hiến cho đội bóng trong những năm quá khứ, những Manusian sẽ không muốn anh thi đấu một ngày nào cho Man United nữa. Bởi ánh hào quang của Ronaldo sẽ che mờ đi sự thật phũ phàng, và nếu có chuyện gì sẽ đến, Ronaldo cũng sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên với thứ văn hóa đổ lỗi đã ăn sâu vào gốc rễ câu lạc bộ. Bước ra Champions League, Ronaldo đã không còn ở đó để giải cứu được chủ sân Old Trafford như ngày nào. Man United với những gì đang trải qua, trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt, từ ngoại hạng Anh cho đến Champions League, Erik ten Hag cùng các học trò luôn phải nhận về những kết cục cay đắng. Đứng cuối bảng sau hai lượt trận trắng tay trước Bayern Munich và Galatasaray, không còn gì để bào chữa cho nỗi thất vọng này. Và nếu có Ronaldo ở đây, có lẽ họ đã có một bình phong để đổ lỗ rồi. Vì cả PSG và Man United đều bại trận, với màn thể hiện bạc nhược ở lượt đấu thứ hai vòng bảng Champions League, không phải là một điều gì quá ngẫu nhiên, mà đó là hệ quả của những chính sách tồi tệ và bội bạc với những công thần. Ronaldo, Messi đã rời đi và đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc trong ánh hoàng hôn của sự nghiệp. Hai huyền thoại vẫn đang sống và hướng tới những mục tiêu của riêng mình để kết thúc một hành trình đầy thăng trầm về bóng đá theo một cách viên mãn. Với PSG, có lẽ họ cũng sẽ chẳng bao giờ lớn được. Đội bóng thủ đô nước Pháp cũng chỉ mãi là những đứa trẻ học việc với món đồ chơi nhàm chán, đĩa bạc Lyon. Còn Man United, ảo mộng của quá khứ huy hoàng, khó lòng thoát khỏi họ, rằng sẽ ám ảnh, rằng câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh này cũng sẽ sớm trở lại thôi. Nhưng bao lâu thì chẳng ai biết được câu trả lời.